Tiên chúng ta cùng tìm hiểu mục lý thuyết. Và lý thuyết chúng ta lại chia thành 5 phần nhỏ. Thứ nhất là định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Thứ hai là điều kiện để đường thẳng và mặt phẳng vuông góc với nhau. Thứ ba là chúng ta tìm hiểu về các tính chất, các mối quan hệ vuông góc và song song. Thứ tư đó là chúng ta nghiên cứu về phép chiếu vuông góc, điều kiện để định lý ba đường vuông góc, đúng không nào? Thứ năm vô cùng quan trọng đó là cách xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Đó. Thì đầu tiên các bạn cùng vào mục số 1, đó là định nghĩa. Thì như này, thế nào là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng? Người ta cho một cái mặt phẳng P, một mặt phẳng P, đường thẳng D được gọi là vuông góc mặt phẳng P khi D nó vuông góc với mọi đường thẳng A nhá, mọi đường thẳng A thuộc D. Đường thẳng D được gọi là vuông góc với mặt phẳng P nếu D vuông góc với mọi A nằm trong mặt phẳng P. Đấy, vuông góc với mọi đường thẳng A nhá. Thì chúng ta ký hiệu như này này, ký hiệu D vuông góc với P. Đó, và các bạn ghi chú cái này vào nhá. Đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P khi và chỉ khi, có nghĩa cái này có hai chiều nhá. Đường thẳng D vuông góc với đường thẳng A với mọi A nằm trong mặt phẳng P. Và chiều ngược lại chúng ta cũng có điều đấy. Nếu D mà vuông với A rồi, đúng không nào? A mọi A này đều thuộc P thì ta có suy ra điều ngược lại là D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Và có hai chiều nhá, các bạn chú ý nhận xét này. Đường thẳng D mà vuông góc với mặt phẳng P, A chứa trong P thì D sẽ vuông với A. Đấy, để chứng minh ngược lại như vậy nhé. Chúng ta nhận xét này vô cùng quan trọng. Đây là chúng ta sẽ thêm một cách để chứng minh rằng hai đường thẳng vuông góc với nhau thông qua cách chứng minh mặt phẳng nhá. Rồi, mục thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng nhá. Một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khi nào thì chúng ta đã biết rồi nhá. Đường thẳng D vuông góc mặt phẳng P nếu D vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong P. Đường thẳng thì nó vuông với mọi, nhưng mà lúc nào ta cũng xác định mọi là sao được, đúng không nào? Nhưng mà hai đường thẳng cắt nhau chắc chắn sẽ tạo thành một mặt phẳng. Thì để chứng minh một đường thẳng vuông góc mặt phẳng P, ta không chứng minh vuông góc với mọi, đúng không? Chứng minh thế thì đến bao giờ mới xong? Mà ta chỉ cần chứng minh là D sẽ vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau và hai đường thẳng đấy cùng thuộc mặt phẳng P. Đó, như này, đấy, bạn thấy này. Đường thẳng D vuông góc với đường thẳng A. Đường thẳng D vuông góc với đường thẳng B. AB là hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng P và AB chú ý nó phải là hai đường thẳng cắt nhau. Thì khi đó ta sẽ suy ra được D sẽ vuông góc với lại mặt phẳng P. Đấy, nhớ là điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng là đường thẳng ấy vuông góc với hai đường